Đây là hai trong số những đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu pha chế xăng giả quy mô lớn. Các đối tượng đã thuê tàu biển trọng tải lớn, vận chuyển xăng từ Singapore về vùng biển Việt Nam, rồi dùng tàu trở về khu vực sông Hậu, Vĩnh Long để đưa đi các tỉnh tiêu thụ. Chưa đầy một năm, từ đầu năm 2020 đến 2021, chúng đã vận chuyển chót lọt 48 chuyến hàng với tổng cộng gần 200 triệu lít xăng giả. Trong đó, 196 triệu lít đã được tiêu thụ, thu lời bất chính hàng trăm tỷ đồng. Cái hệ lụy là rất lớn, gây ra thiệt hại về kinh tế xã hội, đó là cụ thể là các động cơ sử dụng xăng dầu giả. Nhưng còn nói về một cách rộng hơn, đó là thiệt hại về kinh tế, thiệt hại cực kỳ lớn đến thu ngân sách, thu thuế. Trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, nhiều đối tượng bảo kê lại chính là những cán bộ làm việc tại các cơ quan tổ chức có chức năng phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Như Ngô Văn Thụy, đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan. Thụy đã nhận hối lộ để làm ngơ cho các đối tượng thẩm lậu xăng giả vào nội địa tiêu thụ. Khi tôi gặp bị can Sơn ở tại Cần Thơ, vợ chồng Sơn tiếp tôi và vợ chồng Sơn đã đưa tôi một cái phong bì và nói rõ là trong đấy có một cái thẻ ATM. Với bị can Tứ thì đến nhà để đưa quà cho tôi, đến nhà quà Tết. Ra ngoài tôi mở cốp xe, tôi lấy cái bọc cái tiền của tôi là trong đó có 500 triệu, tôi bỏ trong cái bịch đen á. Thì tôi vào là anh có chút quà gửi em đi bắt. Thì Thụy bảo, Thụy nói tôi là thôi cái chuyện đấy anh em cứ cho anh làm để qua Tết. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra giai đoạn 2 để xử lý triệt để hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng liên quan. Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên thuộc diện được Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, sớm đưa ra xét xử.